Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang ban hành văn bản đề nghị lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện những yêu cầu sau. Từ ngày 13 tháng 9 năm 2021, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện, thành phố An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Dòng Riền, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc được phép cho học sinh đến trường học tập. Nhà trường không tổ chức chào cờ đầu tuần tập trung ở sân trường mà thực hiện chào cờ tại lớp học. Khi học sinh ra chơi thì không tập trung ở sân trường mà chỉ nghỉ tại lớp. Đối với các huyện, thành phố còn lại, tiếp tục tổ chức dạy và học môi trường Internet đối với học sinh khối 9, khối 12 từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục của 7 huyện, thành phố còn lại thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị các điều kiện khi có chủ trương thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, thì nhà trường bắt tay vào dạy và học ngay. Xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả nhất. Đồng thời, các đơn vị xây dựng kế hoạch học bù cho các em đã học trễ so với 8 huyện, thành phố nói trên để đồng bộ về việc thực hiện chương trình dạy học trong toàn tỉnh. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, phải đeo khẩu trang suốt trong trường và cả trong lớp học. Khi học sinh đến trường hàng ngày, đầu buổi đo thân nhiệt, nếu học sinh biểu hiện sốt cao, ho thì phối hợp với y tế địa phương để xử lý cho phù hợp theo quy định.